tiêu của chúng tôi vẫn là làm thế nào để giành vé đi tiếp vòng loại thứ ba. Ở hoàn cảnh hiện tại thì với tình thế của bảng đấu thì chúng tôi vẫn hoàn toàn nắm quyền chủ động và tự quyết. Và hiện tại thì tất cả chúng tôi thì không ai có sự nghi ngờ nào về mục tiêu cuối cùng mà chúng tôi đã đề ra. Chúng tôi đã có một số những cái phân tích và phỏng đoán về cách tiếp cận của đội tuyển Indonesia. Có thể là về phương án thứ nhất thì họ sẽ phòng ngự, chủ động phòng ngự và chờ đợi các cơ hội để phản công, hoặc cũng có thể họ sẽ đẩy cao để gây bất ngờ ngay từ những thời điểm ở đầu trận. Nhưng bất luận hoàn cảnh nào xảy ra đi nữa thì chúng tôi đã chuẩn bị những kế hoạch nhân sự khác nhau nhằm đối phó với cách tiếp cận từ phía đối phương. Và bất luận là nhân sự nào sử dụng trên sân đi nữa thì tôi luôn luôn yêu cầu các cầu thủ họ duy trì tinh thần và ý chí nỗ lực tới những phút cuối cùng, bởi lẽ chúng ta không được phép bỏ cuộc cho đến những phút cuối cùng của trận đấu. Đương nhiên là để nói về những tình huống ném biên của Indonesia thì chúng tôi chắc chắn là đã có sự chuẩn bị nhằm đối phó với các tình huống này. Thậm chí là trước khi bước vào trận đấu vừa rồi thì tôi cũng đã trao đổi với một số thành viên ban huấn luyện của đội tuyển Nhật Bản, tại vì trước đó đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup thì họ cũng để thua một tình huống đến từ pha ném biên của đội tuyển Indonesia. Ngoài việc tập luyện thì tôi cũng nhấn mạnh với các cầu thủ của toàn đội đó là các tình huống này họ đừng dao động, họ đừng có đặt nặng tâm lý trong các tình huống này gì cả, bởi lẽ chúng tôi cũng đã có những sự chuẩn bị. Và sau trận đấu thì để nhìn nhận lại tình huống để thua đó thì có lẽ là duy nhất một tình huống đó thôi, toàn đội đã không có được tổ chức phòng ngự tốt. Bởi lẽ trước đó tại Asian Cup thì chúng tôi đã gặp Indonesia, chúng tôi cũng có sự tập luyện chuẩn bị chống những tình huống ném biên này. Trận đấu đó thậm chí là ở Asian Cup chúng tôi còn nhận nhiều tình huống ném biên hơn, phải đến hơn 10 tình huống, nhưng chúng tôi không để thua tình huống nào. Và trận đấu ở Jakarta vừa rồi thì các tình huống ném biên khác của họ thì cũng không có gì nguy hiểm cả, nhưng chỉ duy nhất một tình huống sai số đó về mặt tổ chức thì đã khiến đội nhận bàn thua. Và tình huống đó thì ngoài việc sai số về tổ chức thì cũng có sự mất tập trung của một số cá nhân nữa, và những cái thiếu sót đó đã khiến đội phải trả giá bằng bàn thua. Dĩ nhiên là sau mỗi trận đấu thì tôi luôn luôn có sự rút kinh nghiệm và điều chỉnh với tất cả các cầu thủ để nhằm làm thế nào nếu trận đấu ngày năm mai mà cầu thủ Pratama Akhan số 12 của Indonesia vào sân thi đấu thì chúng tôi sẽ có sự kiểm soát chặt chẽ hơn và phòng tránh tối đa những sai số, không chỉ từ sai số từ những tình huống ném biên mà trước đó như Asian Cup chẳng hạn thì chúng ta đã để thua từ tình huống phạm lỗi và dẫn đến tình huống penalty. Thì tôi tin là với sự điều chỉnh đó thì các cầu thủ chắc chắn là sẽ sẵn sàng hơn và kiểm soát tốt hơn những tình huống như vậy.